Theo phản ánh, thì tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế tại nhiều bệnh viện thời gian qua đã gây ra những khó khăn không nhỏ cho cả bệnh nhân và đội ngũ y tế. Tình trạng này đã ảnh hưởng đến quá trình điều trị và chăm sóc sức khỏe người dân, làm gia tăng gánh nặng về kinh tế cho các gia đình bệnh nhân. Các ý kiến này cũng đã được nêu ra tại các buổi tiếp xúc cử tri. Xin có 3 ý kiến. Ý kiến thứ nhất là hiện nay là các bệnh tại nhập viện, những loại thuốc thông thường phổ biến cũng không có, như thuốc huyết áp, tim mạch và cơ xương khớp. Đề nghị tổ tiếp xúc cử tri phản hồi ý kiến của ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến đối với bệnh viện, đặc biệt là cơ quan bảo hiểm y tế, để đảm bảo thuốc chữa bệnh cho người dân. Người bệnh đã mua bảo hiểm y tế còn phải đi mua thuốc nữa, như vậy là chúng tôi phải bỏ tiền ra 2 lần. Thực tế thì cách đây hơn 1 năm, hoạt động khám chữa bệnh tại nhiều cơ sở y tế công lập rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng do thiếu thuốc và vật tư y tế. Nguyên nhân là do áp dụng luật đấu thầu mới nên các bệnh viện còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện. Ngoài ra, một số gói thầu đưa ra những quy định chưa phù hợp dẫn đến hủy thầu. Tuy nhiên, sau hàng loạt giải pháp, quyết sách của chính phủ và các bộ ngành, sự nỗ lực của ngành y tế thành phố, các bệnh viện phần nào được tháo gỡ. Về cơ bản, công tác đảm bảo thuốc, vật tư y tế trong khám chữa bệnh đang đáp ứng được nhu cầu. Hiện nay, bệnh viện bằng nhiều nguồn lực khác nhau, thì chúng tôi cũng đã đáp ứng được nhu cầu cơ bản của người bệnh về thuốc, vật tư y tế, cũng như các xét nghiệm cơ bản. Trong thời gian tới, thì bệnh viện cũng sẽ tập trung cố gắng mọi nguồn lực của mình để chuẩn bị các kế hoạch đấu thầu để mua sắm vật tư, thuốc, men theo đúng các quy định của Bộ Y tế để đảm bảo cái công tác khám chữa bệnh của mình không bị đứt gãy, để phục vụ cho lĩnh vực sản phụ khoa cũng như nhi khoa trên địa bàn thành phố cũng như là khu vực Nam miền Trung. Ở Ngũ Hành Sơn thì theo cái dự tính thì là đủ thuốc trong vấn đề điều trị. Còn một vài cái loại thuốc mà thiếu cục bộ nhưng mà số lượng không có nhiều thì trung tâm đã chủ động mua sắm dùng miễn phí cho bệnh nhân. Thì sở cũng đã có công văn cho các đơn vị dự trù cái số lượng đầy đủ hết rồi. Hy vọng là đấu thầu tập trung của sở sẽ kịp cái tiến độ như mà sở đã dự trù và các đơn vị sẽ có thuốc để mà đáp ứng trong cái vấn đề điều trị trong năm 2025. Mới đây, tại họp báo chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cũng đã cho biết tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế xảy ra sau giai đoạn đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, việc này chỉ xảy ra ở một số đơn vị trong một số thời điểm nhất định, và không phải tất cả các loại thuốc đều thiếu mà chỉ thiếu một số loại. Để khắc phục tình trạng này, Bộ Y tế đã tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội nhiều văn bản và dự án luật nhằm tháo gỡ vấn đề này. Ngay từ năm 2023, thì Bộ Y tế đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành nghị quyết 80. Đây là một cái nghị quyết mà hết sức là có nghĩa trong vấn đề về cấp cái số đăng ký gia hạn thuốc một cách tự động. Và cái này báo cáo với các đồng chí là trong cái dự thảo luật dược sửa đổi mà chúng tôi đã trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 5 và dự kiến trình thông qua vào tháng 10 này, thì chúng tôi đã đưa cái này vào dự án luật. Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đã chỉ ra 4 điểm mới trong các chính sách được ban hành nhằm tháo gỡ cho tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế. Cho sử dụng một giấy báo giá hoặc giấy báo giá cao nhất phù hợp với khả năng tài chính và yêu cầu của chuyên môn của gói thầu. Điểm mới thứ hai nữa là được chỉ định thầu trong trường hợp cấp bách nhằm duy trì cái hoạt động chi thường xuyên. Tức là nếu mà chúng ta đấu thầu rồi mà không trúng, thì chúng ta có quyền được chỉ định thầu trong trường hợp cấp bách. 4 điểm mới này đã phần nào giúp giải quyết tình trạng thiếu thuốc. Tuy nhiên, Bộ Y tế nhấn mạnh, dù thể chế về đấu thầu, mua sắm thuốc đầy đủ, nhưng vấn đề chủ yếu lại nằm ở khâu tổ chức thực hiện tại cơ sở. Việc giải quyết nhanh chóng vấn đề này không chỉ đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, mà còn góp phần củng cố niềm tin vào hệ thống y tế của thành phố nói riêng, cả nước nói chung. Mặc dù tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế không chỉ riêng tại Đà Nẵng và đã gây ra nhiều trở ngại, nhưng những tín hiệu tích cực từ các giải pháp đang được triển khai của ngành y tế thành phố đã mang lại nhiều hy vọng cho người dân. Trong kỳ 2 của phóng sự này, chúng tôi sẽ có cuộc phỏng vấn với bà Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về vấn đề này. Mời quý vị theo dõi trong chương trình thời sự sau.